Vì sao giá vàng nhảy múa điên loạn bất chấp các nỗ lực bình ổn của chính phủ? Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngân hàng Nhà nước đã tỏ ra bất lực trong việc bình ổn và kiểm soát giá vàng trong những ngày vừa qua. Tờ báo Vietnamnet vào ngày 10 tháng 5 đã giật tít: giá vàng hôm nay mùng 10 tháng 5 tăng điên loạn. Vàng SJC đã lên đỉnh cao kỷ lục tới 92 triệu. Đây là một hiện tượng hết sức bất thường trước những nỗ lực giải cứu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế không những không giảm mà còn tăng lên hơn 30 triệu đồng mỗi lượng. Tờ báo Vietnamnet giật tít về giá vàng. Đây là một vấn đề không hề đơn giản, luật sư Trần Vũ Hải nhận xét. Chênh lệch giá vàng 30 triệu đồng mỗi lượng, nếu bán 1 triệu lượng thì người ta có thể thu về 30.000 tỷ đấy. Vietnamnet đề cập những diễn biến nhảy múa của giá vàng trong nước và quốc tế theo đó. Có thể dễ dàng thấy rằng có những thời điểm giá vàng quốc tế chỉ ở mức tương đương 73,6 triệu đồng mỗi lượng, thì giá vàng Việt Nam đã thiết lập đỉnh trên 90 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, chốt phiên ngày 9 tháng 5, giá vàng miếng 4.9 của SJC là 87,2 triệu đồng, lượng mua vào và 89,5 triệu đồng lượng bán ra. Qua ngày hôm sau, mùng 10 tháng 5, giá vàng miếng SJC đã tăng lên gần 3 triệu đồng mỗi lượng, liên tiếp lên đỉnh đặt cực cao kỷ lục là 92,4 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, cuối giờ chiều mùng 9 tháng 5 trên thị trường quốc tế, giá vàng đảo chiều tăng thẳng đứng lên khoảng 2.350 USD. Quy đổi theo tỷ giá đô la của ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 73,6 triệu đồng mỗi lượng, đã bao gồm thuế phí, thấp hơn khoảng 16 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng trong nước cùng thời điểm. Một loạt câu hỏi của dư luận đặt ra là vì sao giá vàng lại điên loạn đến như vậy? Các yếu tố bên ngoài tác động gì đến việc này? Tại sao chính phủ đã cho đấu thầu để can thiệp thị trường nhưng giá vàng miếng SJC trong nước lại vẫn tăng vù vù? Giới chuyên gia phân tích nguyên nhân của hiện tượng này là vì chính quyền đã đưa ra giải pháp gấp rút để bình ổn thị trường vàng hiện nay. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép nhập khẩu vàng gần 20 năm trước đã tạo điều kiện cho thị trường vàng vận động theo cơ chế thị trường, là cách làm đột phá của thời kỳ đổi mới. Vì sao giá vàng lại nhảy múa bất chấp nỗ lực của chính phủ? Giải thích lý do vì sao càng đấu thầu thì giá vàng SJC càng tăng. Theo Vietnamnet, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Bạc Việt Nam, cố vấn của Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam cho hay, qua năm cuộc đấu thầu vàng miếng SJC, chỉ có 2 phiên có 2 đơn vị trúng thầu với tổng số 6.800 lượng. Từ kết quả đó cho thấy rằng nguồn cung cấp vàng hạn chế trong khi nhu cầu vẫn nhiều, đến vài chục nghìn lượng mỗi tháng. Bên cạnh đó, do dự báo giá vàng thế giới từ nay đến cuối năm vẫn có khả năng tăng lên mức 2.500 đến 2.600 đô la, nên người dân vẫn dồn tiền để mua vàng, tích trữ. Điều đó dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu nên giá mỗi ngày, mỗi cao. Vẫn theo tờ báo Vietnamnet, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng mục tiêu mang đấu thầu vàng chỉ là một công cụ, còn nhiều công cụ khác nữa và kéo giá thì kéo đi đâu. Kéo về sát giá thế giới đang ở mức khoảng 70-71 triệu đồng mỗi lượng, hay mục tiêu chỉ chênh với giá thế giới khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng. Mục tiêu phải rõ ràng. Bên cạnh đó, ông Ánh thì cho rằng, từ trước đến nay nhà nước chỉ nói thiếu cung nên giá vàng miếng SJC tăng. Nhưng đến khi đấu thầu tăng cung thì kết quả cho thấy thị trường không cần nguồn cung này nữa. Liệu có vấn đề vàng SJC lên chỉ là để tạo điều kiện tiêu thụ vàng nhẫn hay không? Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài chính cho biết, đấu thầu vàng đều chỉ bán được có 20%, ế đến 80%, nên lượng cung vào thị trường còn quá ít. Chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới tăng cao vì cung cầu mất cân đối. Theo chuyên gia này, bất ổn của thị trường hiện nay là việc giá vàng trong nước cách xa so với giá thế giới. Điều này gây ra một số hệ lụy như buôn lậu vàng gia tăng, làm chảy máu ngoại tệ, thất thu thuế, môi trường kinh tế không lành mạnh. Từ những bất ổn này dẫn đến ảnh hưởng đến nền kinh tế. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến nghi ngờ, phải chăng có sự thao túng của thương lái Trung Quốc? Theo đó có thông tin, Trung Quốc gom vàng đẩy giá vàng tăng dựng đứng. Nếu đây là sự thật thì thương lái Trung Quốc kiếm bộn tiền và đẩy kinh tế Việt Nam vào sự hỗn loạn. Cũng xin nhắc lại, trong công điện của Thủ tướng và những văn bản gần đây của chính phủ, để yêu cầu phải bình ổn giá thị trường vàng, trong đó có giảm bớt sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Thế nhưng hiện nay giá vàng SJC vẫn lên, chênh lệch với thế giới còn lớn hơn trước, lên đến dưới 30 triệu đồng mỗi lượng là điều
hết sức bất thường. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao giá vàng nhảy múa điên loạn bất chấp các nỗ lực bình ổn của Thủ tướng. Biệt thự công vụ 500m² cho Đại tướng. Thủ tướng coi Bác Hồ như chết rồi. Nhà công vụ cho lãnh đạo là vấn đề của mọi quốc gia, chứ không riêng gì tại Việt Nam. Nhưng quy mô của các công trình công vụ lại là vấn đề cần phải xem xét, nhất là trong điều kiện của Việt Nam nhiều người dân còn bữa đói, bữa no, không nơi trú ngụ. Báo Dân Chí vào ngày 5 tháng 5 đưa tin, đề xuất Đại tướng được bố trí biệt thự thuê rộng 450-500m². Bản tin cho hay, Bộ Xây dựng vừa gửi dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà công vụ do Bộ Tư pháp có thẩm định. Tờ báo Dân Chí đăng đề xuất của Chính phủ. Bộ Xây dựng cho biết, quy định áp dụng với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được nêu tại Nghị định số 76 và Nghị định số 18 của Chính phủ. Theo đó, đối với các sĩ quan, tướng lĩnh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, dự thảo đề xuất các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và những sĩ quan có cấp bậc quân hàm đại tướng được bố trí thuê biệt thự công vụ. Các biệt thự này đảm bảo tiêu chuẩn như cao không quá 4 tầng, có khuôn viên sân vườn, có hàng rào và lối ra vào riêng biệt, bảo vệ hệ thống an ninh, bảo vệ diện tích từ 450-500m². Những biệt thự công vụ này được trang bị nội thất không gắn liền với nhà ở và công vụ với mức cao nhất là 350 triệu đồng. Ngoài ra, bản dự thảo cũng đề xuất bố trí cho thuê biệt thự công vụ với quy định cụ thể về diện tích đất, khuôn viên và trang bị nội thất cho các chức danh khác như Tổng tham mưu trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng và nhiều chức vụ khác, kể cả các sĩ quan giữ chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm, cấp tá. Biệt thự công vụ số 12 Nguyễn Chí Nghĩa, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từng một thời gây ồn ào. Trên mạng xã hội và các diễn đàn của người Việt, dễ thấy đa số các ý kiến không đồng tình với dự thảo trên, thậm chí còn phản đối gay gắt với nhiều ý kiến cho rằng đây là chế độ nhà cho thuê chứ không phải là nhà công vụ nhà nước cấp. Lương bổng cao nhất của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay Công an thì không quá 40 triệu đồng mỗi tháng. Thử hỏi lấy tiền đâu ra để thuê biệt thự công vụ rộng hàng trăm mét vuông như thế. Trong khi cuộc sống của đa số người dân Việt Nam còn hết sức khó khăn, nhiều người còn bữa đói, bữa no, mặc chưa đủ ấm, nhiều người đang trú thân nơi vỉa hè, gầm cầu. Chứ đừng nói đến các nhà ở, ra tiêu chuẩn biệt thự xa hoa lãng phí cho các đại tướng là điều không tưởng. Nó cách biệt quá xa với người lao động, như thế có nên hay không? Nhiều ý kiến cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy làm các cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước thì phải khổ. Cái khổ trước dân, vui cái vui sau dân. Sướng cái sướng sau dần. Nếu không làm theo lời dạy của ông Hồ Chí Minh, vậy thử hỏi công bộc của dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm gì? Có ý kiến còn cảnh báo, các ông đã lên đến chức tướng thì chắc chắn phải có 10 biệt thự rồi. Vậy đi thuê nhà công vụ để làm gì đây? Coi chừng thuê biệt thự công vụ thì mắc bẫy của Bộ Công an sẽ bị gắn thiết bị theo dõi và giám sát bí mật, rồi có lúc sẽ ối giời ơi. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Công luận đánh giá đất nước chưa bao giờ có được như hôm nay, từ chỗ cấp nhỏ thì ăn nhỏ, cấp lớn thì ăn lớn, đến nay đã tiến tới tình trạng lạm quyền với đủ các chiêu trò để vơ vét tài sản của đất nước, tức là tài sản của nhân dân. Đúng như lời cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã than thở, cán bộ ăn không chừa cái gì của dân. Nói về quyền làm chủ của nhân dân, tạp chí Cộng sản đã có bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Tác giả cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy rằng nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định rằng nếu chính phủ làm không tốt thì dân có quyền đuổi chính phủ. Xin hỏi Thủ tướng Phạm Minh Chính và ban bè của ông có biết những điều đó hay không mà vẫn cố tình làm vậy? Đó cũng là lý do vì sao các thế lực thù địch của Đảng luôn cáo buộc rằng chính quyền Việt Nam hiện nay là chính quyền của lực lượng chiếm đóng và coi dân như kẻ thù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Biệt thự công vụ 500m² cho Đại tướng, Thủ tướng coi Bác Hồ như chết rồi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.